Còn khoảng gần 2 tuần nữa, 16.400 thí sinh trên toàn tỉnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại đang là giai đoạn ôn tập nước rút giúp các em hoàn thiện hành trang kiến thức. Ngoài 3 môn tương ứng với 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, học sinh tùy theo năng lực lựa chọn đăng ký bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Từ đó, nhà trường tổ chức phân lớp và bố trí giáo viên ôn tập chuyên sâu cho học sinh hơn. Trong giai đoạn nước rút hiện nay, thay vì dạy kiến thức mới, kiến thức nâng cao, các giáo viên tập trung rèn kỹ năng, làm đề thi, hệ thống hóa kiến thức cơ bản, bám sát bộ đề mẫu của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây cũng là giai đoạn dễ căng thẳng, áp lực tâm lý, do đó cần có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, đồng thời chính bản thân các em cũng cần thực hiện các biện pháp giảm tải áp lực. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ngày 26 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và 28 tháng 6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 29 tháng 6 sẽ là ngày thi dự phòng.